Cô em Bắc Kỳ Nho Nhỏ và bài thứ hai Tình Có Như Không của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và hôm nay cũng là ngày giỗ của Trần Thiện Thanh, cho nên chúng ta sẽ gửi đến nhạc sĩ, ca sĩ một bài hát của ông với tấm lòng nghĩ về người nhạc sĩ chuyên đặt nhạc bolero như một nhánh tâm hồn. Xin mời các anh chị.